lời Phật dạy: làm người phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp, lòng thảnh thơi. Lời Phật dạy về sám hối giúp ta nhận ra rằng phải biết ăn năn hối cải về những tội nghiệp dù lớn dù nhỏ mà ta gây ra thì mới mong lòng được thảnh thơi, nhẹ nhàng. Khi đó, phúc báo sẽ đến với những người biết sám hối. Có một câu chuyện về sám hối được ghi lại như sau. Bà Thất nằm lọt thỏm giữa lòng chiếc giường gỗ không lớn lắm. Trông bà như một bộ xương nằm lẫn lộn giữa đám mền mùng và các vật dụng linh tinh thường thấy nơi giường của người bệnh nằm một chỗ lâu ngày. Nơi chiếc ghế trụi kê sát bên thành giường, thầy Từ Tuệ đang ngồi chăm chú lắng nghe từng lời bà nói. Lời nói sau cùng của một con người sắp lìa khỏi trần thế đâu thể chỉ nghe một cách hời hợt được. Phía xa hơn một chút, nơi chiếc tràng kỷ kê dọc theo tường phòng, một số đạo hữu cũng đang ngồi chăm chú theo dõi câu chuyện. Thân nhân của bà đang có mặt chỉ gồm một người chị ruột, một người cháu trai gọi bà bằng cô và một người con gái mà bà nuôi từ hồi rất nhỏ, bây giờ đã có chồng con. Không khí trong phòng thật nặng nề ảm đạm. Giọng nói thều thào đôi khi đứt quãng của bà Thất cố gắng phát ra từ đôi môi nhợt nhạt, khô héo giữa sự yên lặng ấy. Hồi còn trẻ, vì tánh háo thắng, muốn tranh đua với bạn bè, con đã mua đầy bán lưng, lường thăng tráo đấu, cân già đông non để mong làm giàu. Đến khi lớn tuổi, con biết mình đã gây nên nhiều nghiệp tội. Nhờ thầy khai thị, con đã từ bỏ tất cả để nương về của Phật, nương về thầy cầu mong sám hối. Nhưng con biết tội nghiệp của con đã gây ra không sao sám hối mà có thể tiêu trừ hết được. Bây giờ nghiệp báo đã đến với con mang vào người chứng bệnh nan y này, đã đến lúc phải ra đi lìa thầy bỏ bạn. Sau khi con mất, mong thầy và các đạo hữu đừng quên con. Ngày thất tuần của con, thầy vì con mà thiết lập trai đàn cúng dường chư tăng, chẩn tế cô hồn để cho vong linh con nhẹ nhàng, có thể nhờ đó mà siêu thoát được. Các đạo hữu vì tôi cùng với thầy lo liệu dùm, công đức ấy thật là lớn lao. Việc trai đàn chẩn tế, con xin thầy tổ chức tại chùa cho được trang nghiêm thanh tịnh. Gia đình con không ai hiểu gì về việc này đâu, sợ phải mang lấy tội. Con đã quyết định như thế và đã nói rõ với mọi người rồi. Sau ngày chung thất, xin thầy cho con được ký linh về chùa chung bạn linh với chồng con. Sống thì con về chùa theo thầy theo bạn, chết con cũng mong nương về Tam Bảo để hàng ngày nghe được lời kinh tiếng kệ. Lời trăn trối của bà Thất càng lúc càng yếu dần. Mọi sinh lực của sự sống sót còn lại, bà đã cố gắng nói ra những lời cuối cùng. Bà đã kiệt sức, lả người ra nằm bất động, lim dim đôi mắt không còn hồn. Sự yên lặng trong phòng đang đè lên mọi người, đến gần như ngập thở. Một vài đạo hữu cảm xúc quá đã không sao giấu được tiếng thở dài não ruột. Có người rơm rớm nước mắt. Thầy Từ Tuệ cúi xuống gần sát mặt người bệnh, giọng nói thật ôn tồn. Đạo hữu, có còn nói gì nữa không? Bà Thất khe khẽ lắc đầu mà đôi mắt vẫn còn lim dim thất thần trong tình trạng gần như hôn mê. Thầy Từ Tuệ nói tiếp, vẫn với giọng nói thật ôn tồn ấy. Đạo hữu cứ yên tâm mà về với Phật. Tôi và các đạo hữu đây hứa sẽ chu toàn những điều đã ký thác của đạo hữu. Đạo hữu đã thành tâm sám hối, tâm thanh tịnh, thì nghiệp tội tức cũng được tiêu trừ. Không còn nghe được lời thì thào nào của bà Thất nữa, đôi mắt lim dim thất thần của bà cũng đang từ từ khép lại. Trên đôi môi khô héo của bà rõ ràng đang hé nở một nụ cười mãn nguyện. Bà Thất có chồng nhưng không sanh nở lần nào, không con cái, nhưng bà lúc nào cũng nuôi ý nghĩ làm giàu bằng mọi cách. Bà theo nghề buôn bán bột mì, nhưng không đơn thuần chỉ là việc buôn bán bình thường của kế sinh nhai.
bà có đủ mánh khóe của một con buôn gian lận để chỉ bỏ ra vốn một lấy lại lời 10. Gian lận đến mức mà sau này bà đã bỏ nghề từ lâu, chiếc cân buôn bột mì của bà có kẻ lấy cắp bán cho lái heo. Người lái heo dùng cân này đi mua heo, ai cũng biết là cân cũ của bà Thất, nên ai cũng sợ, không dám để cho người lái dùng cân ấy cân heo của mình. Nhờ thế, vợ chồng bà Thất giàu lên rất mau. Đến lúc củ tiền dư ăn dư để, vợ chồng bà mới nghĩ đến việc nuôi một đứa con để có người nối dõi. Một gia đình cơ cực đã cho vợ chồng bà một cháu gái chưa tròn tuổi. Khi đứa con nuôi ấy vừa đủ lớn thì chồng bà chết sau một cơn bạo bệnh. Bà buồn nhớ chồng rồi lại nghĩ đến những việc làm thất đức của mình nên đâm ra hối hận, quyết tâm hoàn thiện. Từ đó, bà dẹp nghề buôn gian bán lận, thường xuyên về chùa để ăn năn sám hối lỗi lầm. Dần dần, bà cũng đã thấm nhuần được ít nhiều căn bản giáo lý, thuộc được nhiều kinh sách, rồi tự nguyện gia nhập đạo tràng để theo thầy, theo bạn làm những việc công đức. Biết ăn năn tội lỗi đã qua, nương về Tam Bảo để thành tâm sám hối, hướng theo điều thiện, không phải bất cứ ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Bà Thất đã đấu tranh gay gắt với nội tâm, vượt qua được ngưỡng cửa gay go nhất để trở nên một Phật tử thuần thành, quả là một điều đáng quý. Không còn ai nghĩ đến một bà Thất con buôn gian lận, mà chỉ biết có một bà Thất Phật tử trong đạo tràng chuyên làm công đức cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng trong lúc đó thì Hạnh, đứa con nuôi của bà, càng lớn càng trở thành một đứa phá gia chi tử. Đến lúc lập gia đình, có chồng có con, Hạnh vẫn đeo đuổi theo bà bòn rút, phá phách, đến gần sạt nghiệp vẫn chưa thôi. Bà Thất rất phiền muộn buồn chán, oán trách tiền căn nghiệp chướng gì đã làm cho bà phải sống trong hoàn cảnh khốn đốn như thế này. Nhưng nhờ biết nương về Tam Bảo, nghe được những điều căn bản giáo lý của thầy thuyết giảng, biết được nghĩa lý trong một số bài kinh tiếng kệ mà bà đã thường xuyên tụng niệm, nên bà hiểu rằng tất cả đều là nhân quả. Bà đã tạo lý nhân không lành nên phải hưởng quả chẳng tốt. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bà chỉ là chúng sanh nên đến lúc nhận lấy quả báo, bà mới thật tâm ăn năn tội lỗi đã làm. Bà ăn năn sám hối, nhưng tánh thường tình của một con người vẫn không thể mất hẳn trong bà. Tuy biết rằng sản nghiệp của mình tạo được đều do từ việc làm bất nghĩa, hiểu rằng sự tàn phá của đứa con nuôi chẳng khác nào như câu chuyện cái cân thủy ngân, nhưng bà vẫn mến tiếc khối tài sản ấy, không muốn dứt hẳn ra. Tuy bà có cúng dường bố thí, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ. Phần lớn còn lại bà đem cho các đứa cháu, con của người anh gọi bà bằng cô, với dụng ý là để sau khi bà 100 tuổi còn có người thừa tự nhang khói. Ngài ngã bệnh, biết mình đã lâm vào tình trạng nan y, không còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa, bà Thức mới thật tâm lo sợ quả báo. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và thầy trụ trì, bà lấy số vàng đã gửi cho người chị ruột đem phân phối cả cho con cháu. Duy nhất chỉ giữ lại cho mình một khoản vàng để nhờ thầy chi dụng trong việc trai đàn trong ngày chung thất của bà. Thầy Từ Tuệ hứa khả nhưng không trực tiếp nhận số lượng vàng ấy, thì giao cho một đạo hữu trước mặt mọi người. Những lời sám hối của bà Thất trước giờ nhắm mắt từ giả cõi đời đã làm cho mọi người thật tình xúc động. Bà đã nhẹ nhàng ra đi theo nghiệp của mình giữa những tiếng niệm Phật cầu siêu của thầy và các đạo hữu hiện đang có mặt. Sám hối nghĩa là gì? Sám hối theo cách hiểu thông thường là nhận biết các lỗi lầm mình đã gây ra, ăn năn sửa chữa lỗi lầm đó và hứa không tái phạm sai lầm này về sau. Khi ta muốn lòng thảnh thơi, nhẹ nhõm, trút bỏ hết những tội lỗi cho tâm hồn thư thái, thì ta phải tìm cách tẩy trừ cho hết bụi bặm từ những lỗi lầm mà ta đã gây ra. Trong đạo Phật, phương pháp tẩy trừ đó được gọi là sám hối.
Chữ sám trong tiếng Phạn được gọi là Samma, tiếng Hán dịch ra là hối quả. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có nói: sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quả. Tức là sám là ăn năn hối lỗi trước, còn hối là chừa bỏ lỗi lầm về sau. Nếu chỉ dùng một chữ sám hay một chữ hối thì sẽ chưa đủ nghĩa. Bởi vậy, Đạo Phật từ xưa đã ghép hai chữ lại với nhau thành một từ sám hối. Tiếng Việt dịch ra là ăn năn chừa lỗi. Từ sám hối đã hàm chứa ý ăn năn hối hận vì những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và hứa từ giờ về sau sẽ không tái phạm. Nếu chỉ ăn năn mà sau này vẫn tiếp tục phạm phải thì sẽ không theo đúng nghĩa của sám hối trong Đạo Phật nữa. Vì sao ta phải sám hối? Sống trong trần thế, chẳng ai là người không mắc phải sai lầm. Cõi đời được gọi là cõi trần, mà đã là cõi trần thì làm gì có ai hoàn toàn trong sạch. Bụi đời đã phủ lên thân ta, len lỏi trong từng tế bào của ta. Chúng che mờ mắt, khiến ta không nhìn thấy con đường chính đạo, khiến ta lầm đường lạc lối, vẫn đục tâm hồn. Sám hối cũng có thể hiểu đơn thuần là lời xin lỗi. Đây là một hành vi đạo đức của con người khi họ gây ra lỗi lầm và muốn được người bị tổn thương tha thứ. Xin lỗi cũng là bài học mà ta được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ từ khi còn bé, và đó là điều rất cần thiết trong cuộc sống. Thế nhưng, đâu phải ai cũng có thể và bằng lòng nói ra lời xin lỗi. Con người ta bị chính chấp ngã và chấp thủ của mình ghim chặt. Chấp ngã là đề cao cái tôi của bản thân, dù biết mình sai, mình có lỗi nhưng không chịu nhận lỗi vì sợ đánh mất giá trị của mình, khiến người khác coi thường. Chấp thủ là khăng khăng, cố chấp cho rằng mình luôn đúng, còn người khác thì sai. Đó còn gọi là tính bảo thủ. Vậy nên, với những người như vậy, lời xin lỗi trở nên vô cùng nặng nề và khó mà nói ra. Đức Phật dạy, trên đời có hai kiểu người đáng quý nhất. Một là người không mắc phải lỗi lầm gì. Hai là người có lỗi nhưng biết sai và chịu sửa chữa. Truyện cổ Phật giáo kể rằng, sau khi giết cha là vua Tần Bà Sa La rồi, một hôm A Xà Thế nằm mộng, thấy cha về mỉm cười và nói với ông rằng: A Xà Thế, ta là cha của con, tuy con đã giết ta, nhưng ta không oán hận con. Là đệ tử của Đức Phật, nên ta nguyện dùng đức từ bi của Phật mà tha thứ cho con. Dù sao, con cũng đã là con của ta, nên ta chúc con một điều. Chúc con sớm tỉnh ngộ, sám hối mà bước đi trên con đường ánh sáng. A Xà Thế rất buồn, nghĩ đến lòng thương của cha, nghĩ đến việc mình đã giết cha một cách vô lý. Ông cảm thấy vô cùng ân hận việc đã làm. Có một hôm, vua A Xà Thế cùng mẹ là phu nhân Vi Đề Hy ngồi cùng bàn ăn cơm. Không thấy con trai của mình là Ưu Đại Gia vào bàn ăn, ông hỏi người thị tùng: Ưu Đại Gia đâu? Mau tìm nó vào đây cùng ăn cơm. Người hầu cận đáp: Ưu Đại Gia đang nghịch với chó. Khi người hầu cận gọi Ưu Đại Gia về, chú còn ôm một con chó nhỏ trong tay. A Xà Thế hỏi con rằng: Tại sao con không ăn cơm? Ưu Đại Gia nũng nịu trả lời: Không cho con ở chung với chó thì con không ăn cơm đâu. A Xà Thế đành phải chịu ý con và tất cả cùng ăn cơm chung bàn với chó. Sau một lúc, vua A Xà Thế nói với Vi Đề Hy phu nhân rằng: Vì thương con mà vua phải ăn cơm chung với chó thật là khó coi. Quốc Thái phu nhân Vi Đề Hy trả lời: Ăn cơm chung với chó thì có chi là đặc biệt, thiếu chi người ăn thịt chó nữa kìa. Hiện nay vua thương con chịu ngồi ăn chung với chó mà vua đã chua chát. Sự thật tiên vương ngày trước đối với vua còn làm nhiều chuyện khó làm hơn nữa, nhưng vua không biết đó thôi. Lúc vua còn rất nhỏ,
trên ngón tay có mọc nhọt, đau đớn vô cùng, làm cho vua đêm ngày không ngủ được. Tiên vương ôm vua đặt lên đầu gối, dùng miệng ngậm nhọt độc trên ngón tay cho vua bớt đau. Có khi khí ấm trong miệng làm cho nhọt bể ra và chảy mủ. Tiên vương sợ giấc ngủ của vua bị kinh động nên không dám nhả ra, phải nuốt cả chỗ máu mủ ấy. Tiên vương thương vua như vậy đó, vì thương con nên đã làm những điều mà người khác không làm được. Vua A Xà Thế nghe phu nhân Vi Đệ Hy kể, yên lặng đặt chén cơm xuống, đứng dậy bước qua phòng bên cạnh. Từ đó trở đi, ông không còn cảm thấy làm vua là vinh quang và sung sướng nữa. Trong tim ông dường như có một tảng đá thật lớn đang đè nặng. Nghiệp báo của vua A Xà Thế hiện tiền khiến cho khắp thân ông bị nổi đầy mụn nhọt. Trong tâm lại không lúc nào là không bị hối hận dày vò. Ông bèn nói với quần thần rằng: "Bây giờ cả thân lẫn tâm ta bị lâm bệnh nặng, nhất định là do cái tội giết hại cha mà ra. Ai có thể chữa lành cho ta?" Giữa các đại thần có nhóm đệ tử lục sư ngoại đạo Nguyệt Xưng muốn an ủi vua nên dùng đủ thứ tà giáo để chứng minh rằng vì nước mà giết cha thì không có tội. Nhưng vua A Xà Thế nghe họ nói không hề yên tâm mà còn nặng thêm lòng hối hận. Lúc ấy có một vị danh y tên là Kỳ Bà bước lên khám bệnh cho vua, hỏi rằng: "Đại vương, hiện giờ đại vương cảm thấy trong người như thế nào?" Vua A Xà Thế lắc đầu bảo rằng: "Kỳ Bà, bệnh của ta rất trầm trọng, không những thân ta mang bệnh mà bệnh khổ trong tâm cũng rất nặng. Ta nghĩ rằng ngay cả lương y, thuốc thần, chú thuật cũng đều không chữa lành cho ta được. Ngày đêm nằm trên giường, ta ưu sầu khổ não, rên siết kêu la, không tài nào nhắm mắt. Kỳ Bà, tuy ông là bậc danh y trong thiên hạ, nhưng lần này ngay cả ông cũng sẽ phải bó tay thôi." Kỳ Bà nói một cách trang trọng: "Đại vương, xin ngài đừng thất vọng bi thương như vậy. Hiện nay trên thế giới này, ngoài Đức Phật ra, thần nghĩ rằng đúng là không có một người thứ hai có thể cứu bệnh cho đại vương." Khi Kỳ Bà thốt lên những lời ấy, các tùy tùng của vua A Xà Thế đều biến sắc. Họ rất sợ Kỳ Bà đã chọc giận vua. Nhưng lần này vua A Xà Thế không hề nổi giận, chỉ yên lặng nhắm mắt. Kỳ Bà quan sát biết được tâm của vua rồi, bèn nói tiếp: "Đại vương, thần là một thầy thuốc, tuy có thể chữa bệnh của thân thể nhưng tuyệt nhiên không chữa trị được bệnh của tâm. Đức Phật là vị y sĩ vô thượng, chỉ cần đại vương bằng lòng đến bái kiến ngài, chắc chắn ngài sẽ đón tiếp đại vương. Đức Phật giống như biển cả mênh mông, có thể dung nạp tất cả mọi dòng sông. Bệnh khổ của đại vương do tâm mà sinh, cần phải trị dứt bệnh căn của tâm, sau đó mới trị được bệnh của thân." Vua A Xà Thế gật đầu nói rằng: "Phải rồi Kỳ Bà, ông nói rất đúng. Ta cũng rất muốn bái kiến Đức Phật, song ta sợ ngài sẽ không tiếp ta vì ta là người tội lỗi. Đó là chưa kể những gì ta đã làm với Đề Bà Đạt Đa, ta rất có lỗi với Đức Phật." Kỳ Bà biết được tâm của vua A Xà Thế ngay trong giờ phút ấy nên tiến thêm một bước nữa, nói rằng: "Đại vương, thần nghe nói rằng trong giây phút lâm chung, tiên vương đã tha tội cho đại vương rồi. Tiên vương là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Phật mà còn tha thứ cho đại vương, không lẽ một đấng đức độ viên mãn, tâm đại từ bi trùm khắp như Đức Phật mà lại không biết tha thứ sao?" Thần nghe Đức Phật thuyết giảng rằng nếu có người nào tội ác mà biết khởi tâm tàm quý, khẩn thiết chí thành sám hối trước Tam Bảo thì có thể tiêu trừ tội lỗi ấy và nghiệp chướng cũng nhẹ đi. Tuy có một thời đại vương không hiểu luật nhân quả mà tạo nghiệp ác, nhưng nếu nhìn theo pháp môn tàm quý và sám hối của Đức Phật thì đại vương vẫn có thể được cứu. Thần thấy đại vương nay đã có tâm tàm quý và sám hối
thì đại vương đã bắt đầu bước đi trên một con đường mới rồi đó. Thần lại đã từng nghe Đức Phật giảng rằng, người có trí huệ thì không dám tạo tội, nếu không cẩn thận mà tạo tội thì sau đó biết sám hối. Người ngu si là người tạo tội mà không hối cải, hay là tạo tội xong lại còn che giấu. Nếu đại vương đến được trước mặt Đức Phật mà cáo bạch sám hối, nói rõ là sẽ không tái phạm nữa, thì ánh sáng từ bi của Ngài sẽ phù hộ che chở cho đại vương. Đại vương, người trí không che giấu tội của mình. Đức Phật thường nói, làm người phải tin sâu nhân quả, tin chắc chắn rằng không ai thoát được nghiệp báo, dẫu chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Trên thế giới này, chỉ có hạng nhất xiển đề là không thể cứu được, vì họ hoàn toàn không có niềm tin nơi tam bảo, bác bỏ nhân quả. Đại vương không phải là nhất xiển đề thì chắc chắn sẽ được Đức Phật cứu độ. Lòng từ ái của Đức Phật vô lượng vô biên, tất cả chúng sinh đều được Ngài thương xót đến. Đức Phật không phân biệt kẻ oán người thân, kẻ thương người ghét, người giàu kẻ nghèo, kẻ sang người hèn. Ngài cứu độ tất cả mọi người một cách bình đẳng. Đức Phật cho phép ông Bạt Đề tôn quý xuất gia thì cũng cho phép ông Ưu Ba Ly hạ tiện xuất gia. Đức Phật tiếp nhận sự cúng dường của phu ông trưởng giả Tu Đạt Đa, cũng không từ chối sự bố thí của kẻ bần cùng. Đức Phật đã cảm hóa Ngài Đại Ca Diếp vốn trốn tránh dục nhiễm gia nhập vào tăng đoàn, nhưng Ngài cũng đã dùng phương tiện khuyến hóa được một người đầy tham dục như Ngài Nan Đà và cho xuống tóc. Quỷ mẹ cùng ương quật Ma La, ai nghe tên cũng hãi hùng, nhưng Đức Phật đã tìm đến họ để độ hóa. Đối với ai, Đức Phật cũng xem như La Hầu La, đứa con duy nhất của mình. Xin đại vương đừng nên nghi ngại gì cả. Thật ra, nói lên những lời này thần rất e ngại, nhưng thần không thể không nói. Bây giờ, Đức Phật đang đưa các vị đệ tử của Ngài đến vườn lê của Hạ Thần và sẽ thuyết pháp nơi đó. Xin đại vương hãy mau đến tham bái Ngài, xóa tan màn mây đen tối trong tâm để cho bầu trời được quang đãng sáng lạng. Đây là cơ hội ngàn vàng, thần khẩn khoản xin đại vương đừng bỏ lỡ. Vua A Xả Thế nghe xong, trong mắt phát ra những tia hy vọng lẫn hối hận. Ông đáp, nghe Khanh nói trẫm rất vui mừng, vậy Khanh hãy về chọn ngày lành tháng tốt, trẫm nhất quyết đỡ tham bái Đức Phật để van cầu sám hối. Kỳ Bà lắc đầu không đồng ý. Đại vương, trong giáo pháp của Đức Phật không có những sự mê tín như ngày lành tháng tốt. Đức Phật thường dặn dò các vị đệ tử của Ngài rằng không nên bói toán, bốc quẻ, xem việc lành dữ. Tu học chính pháp và hành động theo chính pháp thì ngày nào cũng lành và tháng nào cũng tốt cả. Tốt nhất là đại vương nên khởi hành ngay. Vua A Xả Thế rất vui mừng, cho chuẩn bị thật nhiều phẩm vật cúng dường và đưa một đại đội tùy tùng rầm rộ hướng đến vườn lê của Kỳ Bà. Nhưng trên đường đi, A Xả Thế bỗng cảm thấy lo sợ và bất an. Ông ra lệnh cho voi lớn và cả đoàn xe ngựa phải dừng lại, nói với Kỳ Bà rằng, Kỳ Bà, ta nghĩ rằng Đức Phật đã lìa mọi nhiễm ô, Ngài có nhân cách thanh tịnh như trăng tròn. Tăng đoàn của Ngài toàn là những vị thánh nhân đã đoạn diệt phiền não. Ta và Đề Bà Đạt Đa đã phản nghịch Đức Phật, thì làm sao Ngài lại bằng lòng tiếp kiến một kẻ cực ác vô đạo như ta? Làm sao Ngài lại chịu đưa bàn tay cứu độ cho một kẻ tội lỗi như ta? Ta nghĩ hay là thôi vậy, chúng ta nên quay về. Kỳ Bà nghiêm sắc mặt mà nói rằng, tình thương của cha mẹ đối với con cái vốn bình đẳng, nhưng phần lớn cha mẹ thường đặc biệt lo lắng cho những đứa con có bệnh. Từ bi của Đức Phật cũng bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, nhưng đối với người có tội, Ngài đặc biệt quan tâm hơn. Đối với xiển đề, Đức Phật còn thuyết chính pháp. Đại vương không phải là nhất xiển đề thì có lý do gì
mà Đức Phật không từ bi cứu độ. Vua A Xà Thế còn đang do dự thì trong không trung bỗng nhiên có âm thanh vang lên: A Xà Thế, ta là Tần Bà Sa La, phụ vương của con. Con hãy tin tưởng nghe theo lời của danh y Kỳ Bà, mau đến chỗ Đức Phật mà khẩn cầu sám hối. Ta cho con biết một điều là đèn pháp sắp tắt, thuyền pháp sắp chìm, cây pháp sắp gãy, hoa pháp sắp tàn rồi. Mặt trời Phật Huệ sắp lặn về Tây, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Lúc ấy thì căn bệnh trầm trọng của con, ai sẽ cứu chữa? Tội nặng ngũ nghịch mà con đã phạm khiến cho không bao lâu nữa con sẽ đọa địa ngục. Ta thương con nên mới khuyên con hãy mau đến chỗ Đức Phật mà cầu cứu. Trừ Đức Phật đại giác, đời đời kiếp kiếp sẽ không còn ai có thể cứu độ con. A Xà Thế nghe được âm thanh từ ái của cha, đau khổ quá, ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì danh y Kỳ Bà dẫn ông xuống xe đến chỗ Đức Phật đang tĩnh tọa trong giảng đường. Đức Phật ngồi ngay ngắn trên tòa sư tử, bốn bề có đệ tử vây quanh, ánh lửa sáng rực, hương khói cuồn cuộn tỏa lên. Mọi người đang an tĩnh tọa thiền. Vua A Xà Thế rửa chân bước vào giảng đường. Khi Kỳ Bà đưa ông đến trước tòa của Đức Phật, ông chắp hai tay trước ngực mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, thỉnh ngài quán sát tâm con. Đức Phật mở đôi mắt trong sáng ra, quay đầu lại từ mẫn đáp rằng: Đại vương, ông tới đúng lúc, ta đợi ông đã lâu. A Xà Thế kinh ngạc trước sự ưu ái của Đức Phật, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, nói một cách hổ thẹn: Thế Tôn từ bi, con không xứng đáng, con là người cực ác vô đạo. Nếu được Thế Tôn quát mắng, con đã thấy vô cùng hạnh phúc. Nay lại còn được Thế Tôn dùng lời từ ái như thế, con rất cảm kích. Tâm đại bi của Thế Tôn không bỏ sót một chúng sinh nào. Hôm nay con mới được thấy tận mắt. Thế Tôn là bậc cha lành của tất cả chúng sinh. Con rất hối hận đã sát hại người cha vô tội. Bây giờ thân tâm con bất an, nguyện Thế Tôn từ bi cứu vớt. Đức Phật nhẹ nhàng nói: Trên thế gian có hai loại người có thể có hạnh phúc chân chính. Một là người tu thiện pháp không tạo tội. Hai là người tạo tội mà biết thành tâm sám hối. Nay cơ duyên hối cải của đại vương đã thành thục. Trên đời này có ai là không phạm tội? Biết lỗi thì sửa đổi, đó là cách hành xử của người tốt. Pháp môn của ta quảng đại vô biên, đại vương cứ luôn luôn sám hối là được. Đại vương, tội lỗi vốn không có bản thể, thực tánh vốn là không, là hiện hóa. Nếu tâm ý không còn vướng mắc thì tội lỗi cũng tự nó diệt mất. Hiểu rõ rằng tâm và tội bản thể đều là không, đều không có thật, thì đó là sám hối một cách chân chính. Từ nay, đại vương hãy lấy chính pháp trị dân, đừng làm điều phi pháp nữa. Nên lấy đức cải hóa dân, đừng nên bạo tàn. Nếu đại vương nhân từ thì danh thơm tiếng tốt sẽ lan truyền bốn phương. Đại vương sẽ được chúng sinh tôn kính, không muốn phục tùng cũng không được. Chuyện quá khứ đã qua rồi, không còn gì để bàn cãi đến nữa. Từ nay trở đi, việc quan trọng là làm sao sửa đổi. Đại vương mà làm việc thiện thì sẽ được an ổn sung sướng. Tiến thêm một bước nữa thì hãy học pháp môn tánh không của Phật đạo, chứng quả không để tự mình giải thoát và cứu độ muôn người. A Xà Thế nghe Đức Phật giáo hóa rồi, cảm thấy tràn đầy hy vọng và tin tưởng trong cuộc sống mới. Ông vô cùng hoan hỷ, tất cả mây đen mê vọng đã được quét sạch. Quỳ trước bảo tòa, ông cảm động rơi nước mắt. Lãng tử hồi đầu kim bất hoáng. Kẻ chơi bời phóng túng mà biết quay về thì còn quý hơn vàng. Cuối cùng, A Xà Thế quy y với Đức Phật và đã được cứu độ.
đã là con người, chúng ta ít nhiều sẽ mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Đó chính là cái nghiệp của mỗi người. Vậy, bao giờ trả hết nghiệp? Đây là thắc mắc muôn thuở của đời người. Nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả việc biết mình sai và sửa sai như thế nào. Làm được điều này sẽ giúp ta nhận được sự kính trọng của người khác, khiến lòng nhẹ nhõm, thư thái. Nhờ vậy mà nghiệp cũng vơi nhẹ đi. Đó là lý do vì sao chúng ta nên sám hối. Ý nghĩa của sám hối trong đạo Phật. Cả cuộc đời, ai cũng đều tạo ra rất nhiều cái tội và cứ tiếp diễn hết kiếp này sang kiếp khác, vô tận mãi không dừng. Bởi chúng ta là người phàm, bị những suy nghĩ phàm tục, cái lợi trần thế, sống trong sự u mê, nên luôn có những suy nghĩ và hành động sai trái, gây tổn thương cho người khác. Từ đó hình thành nên tội nghiệp, tức cái nghiệp do tội lỗi mà ta gây ra. Trong lời Phật dạy về sám hối, giúp ta hiểu ra rằng mọi tội lỗi trên đời đều do 10 điều ác đến từ thân, hành động, khẩu, lời nói, ý, suy nghĩ gây nên. 10 điều ác bao gồm 3 điều về thân: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 4 điều về khẩu: miệng, nói dối, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, nói lời gây chia rẽ. Những người đã gây ra tội lỗi, làm người khác tổn thương, thường thấp thỏm không yên lòng, lương tâm cắn rứt hoặc gặp phải những chuyện không may về sau. Nhưng chỉ cần thành tâm sám hối, sẽ thấy lòng được thanh thản, tâm hồn nhẹ nhõm. Sám hối còn giúp diệt trừ những tính xấu, ngăn chặn những lỗi lầm có thể phát sinh trong tương lai. Nhờ vậy mà con người ta sẽ trả dần được nghiệp của kiếp này, tiêu trừ tội lỗi của quá khứ để tương lai nhẹ nhõm hơn. Do đó, sám hối là điều tất nhiên phải thực hiện với mỗi người và phải thực hiện lúc còn sống mới thật sự có ý nghĩa. Trước tiên, nói về câu chuyện một thư sinh muốn gặp được quỷ. Có một thư sinh nọ rất gan dạ, anh ta luôn muốn gặp quỷ xem thế nào nhưng không gặp được. Trong một đêm trời quang mây tạnh, vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, chàng thư sinh sai người hầu mang một vò rượu đến bên ngôi mộ. Anh ta nhìn tứ phía rồi lớn tiếng nói rằng: một mình uống rượu trong đêm thanh vắng như thế này thật khiến người ta cảm thấy cô đơn quá. Các bằng hữu dưới cửu tuyền, có ai muốn đến uống cùng ta chăng? Một lúc sau, những ngọn lửa mai trời lập rè ẩn hiện trong bãi cỏ. Một âm thanh rên rỉ than vãn phảng phất phát ra từ một nơi cách đó một trượng. Bọn họ đứng ở đằng xa chứ không chịu đến gần. Chàng thư sinh đếm nhẩm có khoảng chừng hơn chục bóng người. Anh ta dùng một cái bát lớn đổ đầy rượu rồi hất về phía bọn họ. Đám quỷ cúi xuống ngửi mùi rượu trên mặt đất. Một con quỷ khen rượu ngon rồi thỉnh cầu chàng thư sinh thưởng thêm cho chúng một ít nữa. Chàng thư sinh vừa uống rượu vừa hỏi: các vị vì cớ làm sao mà không chịu đi luân hồi chuyển kiếp? Quỷ nói: người mà thiện căn chưa mất thì có thể chuyển sinh, kẻ tội ác tài trời thì phải đọa xuống địa ngục. Trong 13 người chúng tôi đây, có 4 người vì tội ác chưa đến nỗi chất chồng nên vẫn đang đợi luân hồi. 9 người còn lại vì sa vào báo ứng của nghiệp quả nên không được luân hồi. Chàng thư sinh hỏi: vậy tại sao không sám hối để cầu được giải thoát? Quỷ đáp: sám hối bắt buộc phải trước khi chết, còn chết rồi thì không còn nơi nào để cố gắng nữa. Sau khi hất cạn rượu, chàng thư sinh bèn nhấc vò rượu lên cho đám quỷ nhìn thấy. Chúng quỷ sợ hãi rời đi. Một con quỷ trong đám quay đầu lại dặn dò chàng thư sinh rằng: đám ngạ quỷ chúng tôi được uống rượu của ngài, thật không biết lấy gì báo đáp. Kính tặng ngài một câu: sám hối bắt buộc phải ngay trong lúc còn sống.
lại kể về một câu chuyện kịp thời sám hối. Có một cậu thiếu niên bất lương kia đột nhiên mắc cảm mạo nặng, trong lúc hôn mê thì hồn lìa khỏi xác. Trong lúc chán nản thất vọng không biết đi đâu thì trông thấy trên đường có một người, bèn đi theo họ. Một lúc sau thì đến Diêm La Điện, gặp được một vị quan lại mà cậu ta từng quen biết trước đây. Vị quan lại kiểm tra sổ sinh tử của cậu ta rồi chau mày nói rằng: "Ngươi thường xuyên ngỗ ngược với phụ mẫu, theo luật phải thả vào chảo dầu, nhưng thọ mệnh của ngươi chưa đến, ngươi có thể trở về, đợi mãn kiếp rồi đến thọ báo." Cậu thiếu niên bất lương nghe tới thì cảm thấy rất sợ hãi. Cậu ta bèn dập đầu xin được tha thứ. Vị quan lại xua tay rồi nói: "Tội này rất nặng, ta không có cách nào giúp ngươi. Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng không thể làm gì được." Cậu thiếu niên bất lương quỳ khóc cầu xin cách thoát thân. Vị quan lại trầm ngâm một hồi rồi nói: "Cậu đã nghe qua câu chuyện này chưa? Có một vị thiền sư đăng tọa rồi hỏi các vị đệ tử của mình rằng: ai có thể cởi chuông đeo trên cổ con hổ? Mọi người đều không trả lời được, chỉ có một tiểu hòa thượng nói: sao không bảo người buộc chuông đi cởi? Đắc tội với phụ mẫu thì phải sám hối với phụ mẫu, có như vậy thì mai ra còn có hy vọng được cứu." Cậu thiếu niên lại nhớ đến tội nghiệp sâu dày của mình, e rằng nhất thời không thể sám hối hết được. Vị quan lại cười nói: "Còn một câu chuyện khác không biết ngươi đã nghe qua chưa? Có một tên đồ tể họ Vương dành cả nửa cuộc đời để giết vô số lợn, cừu và các loại súc sinh. Về sau, nghĩ đến tội nghiệp sát sinh sâu dày, sợ nghiệp khó trả, bèn buông bỏ đồ đao, nhất tâm tu đạo, cuối cùng tu thành chính quả." Vị quan lại sai một tên quỷ đưa cậu thiếu niên bất lương trở về. Cậu ta giật mình tỉnh giấc, bệnh cũng khỏi hẳn. Sau khi quay về dương gian, cậu thiếu niên từ đó trở đi thay đổi hoàn toàn, hiếu thuận phụ mẫu. Về sau, cậu sống đến hơn 70 tuổi mới qua đời. Tác giả của Duyệt Phi Thảo Đường Bút Ký, Kỷ Hiểu Lam, tiên sinh, đã nói rằng mặc dù không biết được rằng cậu ta có thoát khỏi tội khổ nơi địa ngục hay không, nhưng từ tuổi tác của cậu ta có thể thấy rằng có lẽ ông trời đã chấp nhận sự sám hối của cậu. Phật dạy các cách sám hối. Lời Phật dạy về sám hối rằng tội lỗi đều do cái tâm của con người tạo ra. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái sâu dở, người trồng giống quý thì được hưởng quả ngon ngọt. Tội lỗi do tâm gây ra thì cũng phải từ tâm mà sám. Trên bước đường tu, phải biết tránh xa các nghiệp từ miệng, nói đúng, nói đủ, nói những điều có chất lượng. Còn khi dính vào điều thị phi, tốt nhất mình ít nói hoặc không nói. Có như vậy, lỗi mới sẽ không sinh ra và lỗi cũ cũng tự tiêu trừ. Một khi đã sám hối thân, giữ khẩu nghiệp thanh tịnh, kế đến là phải sám ba nghiệp của ý là tham sân si. Ba nghiệp này chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Không để những suy nghĩ tham lam, bực tức, đố kỵ điều khiển lời nói và hành động của ta. Lòng đang bực thì làm gì, nói gì cũng không tốt. Lòng đang tham thì nhìn nhận không thể khách quan. Lòng đang ghen ghét thì nhìn cái gì cũng thấy xấu xa. Sám hối hết thảy tham sân si để tâm lắng yên, trí tuệ minh mẫn sẽ thấy những điều tốt đẹp của cuộc đời. Đó mới chính là sám hối chân chính. Nếu muốn hiểu rõ hơn về tham sân si, bạn có thể theo dõi chi tiết tại bài viết dưới đây. Thế nào là tham sân si? Làm sao để kiềm chế? Tuy nhiên, khi nhắc đến sám hối, nhiều người chỉ quan tâm liệu sám hối có giúp xóa tội lỗi và giảm được nghiệp nặng mà họ đã gây ra hay không. Lời Phật dạy về sám hối rằng thực tế có xóa sạch được tội lỗi hay không không quan trọng bằng việc ta có nhận thức được việc mình làm là xấu hay tốt để kiểm soát,
thay đổi lời ăn tiếng nói trong cuộc sống hàng ngày. Có những lỗi lầm là cố ý, nhưng có những lỗi chỉ do vô tình, không kiểm soát được nên mới gây ra. Bởi vậy, chúng ta luôn phải giữ thái độ biết hối lỗi để không tái phạm mới là điều quan trọng. Nhìn vào cách người khác đối xử với mình sẽ biết được quá khứ kiếp trước ta đã làm ra những chuyện gì. Vì vậy, hãy lấy cuộc đời này làm gương soi để biết ta nên làm gì. Đời người chính là một quá trình tu hành, yêu cầu chúng ta phải không ngừng vượt qua nhược điểm của bản thân. Có thế mới xóa bỏ được những tạp niệm, tâm ma khiến ta lầm đường lạc lối để tìm được sự yên bình cho tâm hồn. Biết sám hối là chân lý của Đạo Phật. Điều này sẽ giúp ta tránh được sự đố kỵ, những phiền phức không đáng có. Khi ấy, phúc báo sẽ đến với những người biết sám hối.